Chào mọi người, chào mọi người. Giờ là mình đang đi cano trên biển, đi cano trên biển. Đó, mình đang ngồi giữa biển và ngồi. Ngồi trên mũi tàu, ngồi trên mũi tàu. Cảm giác sao vậy? Cảm giác là quá đã. Đâu, đâu. Chúng tới là sẽ giống như là sống ra con gì vậy? Khỏi cần. Yeah, anh Thầy ơi, chúng ta giờ biển thôi. Rồi. Ôi, chết tôi rồi. Mém tí nữa mất dép rồi. Xít tí nữa mất rồi dép. Ok. Cuối cùng đã lên tới. Trời ơi, mặc đồ chuẩn bị bơi sẵn luôn kìa. Rồi. Đã tới nơi. Messi thay đồ sẵn, chuẩn bị xuống tắm luôn. Chuẩn bị ra phơi nắng, đốt cháy da rồi các bạn ơi. Banh bay ra sao quá, kiên đồ phải bơi ra là không banh vào à. Hay quá kiên đồ ơi, xíu tí nữa mất cho anh rồi. Rồi giờ bơi vô lại. Đó, cái đồ đó bay vào lại rồi. Xít tí nữa mất trái bánh mình rồi. Biển đó là đẹp mọi người ơi. Biển giữa đảo lúc nào cũng đẹp như thế này. Ồ, nắng lên. Bơi thi à, bơi thi à. Wow, nước đi rất nhanh. Quá nhanh. Tài ca bơi nhanh thiệt. Theo sau là phi củi, không theo kịp. Ok. Và đây là cách ướp bia lạnh ở biển, không cần thùng đá. Đây. Đá đây. Đó. Bia. Rất nhiều bia. Uống hết đêm nay. Không say không về. Đây là một tấm bạt nha. Đó, gấp lại 24. Rồi đào hố cát để bạt lên. Anh em nào chưa biết bí quyết này thì làm thử đi nha.
Mọi người bên kia vẫn còn đang đá anh. Đây. Rồi nè. Rồi đi. À, nó có quyền chạy tay nha. Rồi, sao ném qua nó vô thì chúng nó nhảy vô trong rồi đi phạt. Mày qua từ từ hai chạy. Tay lỗi không tay. Tiếp được không? Tiếp rồi cho lỗi được tiếp rồi. Phạt. Phạt. Ê, chị ơi, bên đây. Bên đây. Nó chạy vô vòng bên. Chạy vô vòng bên. Nó chạy vô vòng bên. Đúng rồi. Cái gì vậy? Đi chỗ khác. Ai đá? Thành đá. Ờ, tôi đá. Ai đá các bạn? Mày thấy hơi khó rồi đó. Quay số lại bạn. Đây là chúng nè. Vô, có còi không? Còi chưa? Còi đi. Má đặt cái bao cao quá. Còi đi. Ở giờ đâu? Thôi rồi, trời ơi. Nhảy vô vòng là bị penalty. Xem phi có đá thành công ở đây không? Nhảy chân sao? Bốn người đâu, bốn người. Sái ca, Messi, si, thì củi với Tấn Phát một bên. Đại ca, Đình Torres, Hoàng Minh Chu với lại anh gì? Không nhớ tên. Một đội nữa. Thổi đều không được qua cái bức phía kia. Ai, chân ném trúng vậy đó là ghi được một bàn. Ok. Có quyền đá. Rồi nó bị thua rồi.
Hay quá, xây hay quá. Bị hành quá. Ok, đội Sái Ca với Messi. Đội Sái Ca với Messi chiến thắng với ba bàn cách biệt. Kinh khủng. Chụp đi tại nít bóc chơi xì rồi. Nói gì nữa vậy? Bye 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 bye. Rồi, gần tới bờ rồi.